Người có phước nhất định hội đủ ba điều kiện. Ba điều kiện này, một là ngữ thiện, lời nói thiện, tiêu chuẩn của thiện chính là thập thiện nghiệp đạo mà Phật nói cho chúng ta. Chú giải ở chỗ này cũng chú thích rất tốt. Ngữ thiện là lời phi lễ, chớ nói, thích nói điều tốt lành của người khác, khơi gợi thiện tâm của người. Ba câu này nói rất hay. Hay nói cách khác, lời nói không nên nói sẽ nhất quyết không nói. Lời phi lễ chớ nói, thích xưng tán người khác, thích nói điều tốt lành của người khác, nhất định không đố kỵ, không che giấu, thích nói điều tốt lành của người khác, ưa thích khơi gợi thiện tâm của người ta. Điều này có thể thường xuyên giáo huấn hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn ác tu thiện, khuyên bảo hướng dẫn hết thảy chúng sanh hiểu rõ thế nào là thiện, thế nào là ác. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là ngữ thiện. Thái thượng ở đoạn trên một mực dạy bảo chúng ta tích công lũy đức. Điều quan trọng nhất của tích công lũy đức chính là ngữ thiện. Nói thật ra có rất nhiều người tâm địa cũng tốt, làm người cũng rất tốt, tuy nhiên lời nói không cẩn thận, cho nên tất cả công đức đều trôi mất đi từ lời nói. Bạn nói xem đáng tiếc biết bao. Cho nên trên kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta khéo giữ tam nghiệp, đặt khẩu nghiệp ở vị trí đầu tiên. Điều này không thể nói không có đạo lý. Bạn xem Thái thượng cũng đặt ngữ thiện lên vị trí hàng đầu, không bàn mà trùng ý giới kinh Vô Lượng Thọ. Trên kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Phía trước chúng tôi đã nói rồi, không những không thể nói mà còn nhất quyết không để điều ác của người khác vào trong tâm của mình. Đặt điều ác của người khác vào trong tâm của mình thì tâm của chúng ta bị ô nhiễm rồi. Đây là việc làm rất ngoan uổng. Tâm của chúng ta vốn dĩ là thiện, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Tâm của chúng ta hiện nay tại vì sao lại biến thành như thế này? Nhất định không thể trách người khác. Cái lỗi oán trời trách người này quá lớn rồi. Trách là trách chính mình không tốt. Tại vì sao lại mang những việc bất thiện của người khác đem để vào trong tâm của chính mình? Không có ai bắt bạn phải để vào trong tâm. Khiến cho tâm thuần thiện của bạn trở nên bất thiện. Tâm bất thiện thì lời nói làm sao có thể thiện được chứ? Cho nên cái gốc chính là đại tâm. Đại thánh đại hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta tu hành là tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm. Tâm của người và tâm của Phật là đồng một tâm. Tâm của Phật
chúng ta trên kinh luận đọc thấy không có một mảy may bất thiện xen tạp. Đây là tâm Phật. Còn tâm của phàm phu, thiện thì ít mà bất thiện thì nhiều. Cho nên mới biến thành lục đạo, cho nên mới biến thành tam độ. Tam độ lục đạo từ chỗ này mà có. Từ hôm nay chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì cần phải nhanh chóng xả bỏ đi những điều bất thiện trong tâm của chính mình.